Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một dự án cực kỳ là mới, 7 căn nhà tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với 7 căn nhà này thì đang vào phần hoàn thiện, đã bán 2 căn, còn 5 căn. Nếu như mà để hoàn thiện xong hết mà đẹp đẽ lên thì liệu rằng là có khi là còn không có video để gửi đến cho mọi người, cho nên Ngọc Ánh đã quyết định quay và gửi tới cho quý vị 5 căn còn lại để cho quý vị có thể có nhiều sự lựa chọn ở cái khu vực phường Đại Mỗ này. Với cái phường Đại Mỗ này thì nó gần gì ạ? Thứ nhất là gần với lại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Mỹ Đình, Cầu Giấy. Thứ hai là gần với lại Vinhome Smart City, gần với lại Vincom Megamall, gần với lại trung tâm thương mại Eomall Hà Đông. Nói chung với cái căn nhà này thì nó rất là phù hợp, gần với lại đại lộ Thăng Long, gần với lại đường đi ra Láng Hòa Lạc. Và với căn nhà này, 7 căn nhà, 7 cuốn sổ đỏ đầy đủ bàn giao nhà cho quý vị được ngay. Giá rất là hợp lý, chỉ từ 3 tỷ 300 triệu đồng một căn thôi mọi người ạ. Và với cái cụm 7 căn nhà này thì cái giá chào bán chỉ từ 3 tỷ 400 triệu đồng một căn, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với hướng nhà thì là có hướng Tây Nam, hướng Đông Nam và hướng Đông Bắc. Và với cái thiết kế thì là từ 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng cho quý vị như thế này. Rất là thoáng, đường ngõ thực tế, ngõ trước nhà ở đây là 2m2, cách với đường ô tô đi lại kia. Kia là đường ô tô quý vị nha. Chợ trương phương trạm xung quanh cho quý vị, đáp ứng cho quý vị đầy đủ. Với 7 căn nhà này thì Ngọc sẽ quay một căn gọi là vừa mới hoàn thiện, ổn rồi ở phía bên trong để gửi cho quý vị nhá. Bởi vì nội thất, mọi cái thiết kế thì là giống hệt nhau. Mời theo em cụ thể vào khám phá ngôi nhà. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà này, thiết kế 2 lớp cửa. Bên ngoài là cửa cuốn và bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này thì có một cái ưu điểm, đó chính là đường nó rất là nông mọi người ạ. Gần với lại đường ô tô, đi có mấy bước chân thôi. Và đây là cái phần cụ thể hoàn thiện của ngôi nhà này. Với cái phần hoàn thiện thì là chỉ còn một chút nữa dọn dẹp vệ sinh, lắp một chút về cái tay vịn của thang ở chỗ này là cái vách CNC nữa mọi người ạ, là xong. Còn đâu thì thiết kế những cái căn bên trong thì là như nhau. Tuy nhiên những căn trong nó còn chưa bằng căn này, cho nên Ngọc Ánh đã sẽ quay và gửi tới cho quý vị căn nhà này. Đây, với cái vách PVC giả đá ở đây rất là hợp lý để làm không gian phòng khách. Diện tích của nó có 30m² thôi, cho nên là cái thiết kế của nó chỉ gọi là tối ưu công năng sử dụng. Chứ để mà nói, nếu như đặt hai chữ hoàn hảo vào ngôi nhà này thì chưa hẳn mọi người ạ. Bởi vì thực ra hoàn hảo trong mắt mỗi người nó là khác nhau. Đó. Người thì mong muốn là cái diện tích phải từ 50m trở lên, người thì mong muốn diện tích mặt tiền của nó phải tầm 4m rưỡi trở lên chẳng hạn. Nhưng ở đây với cái 7 căn nhà này thì mặt tiền cũng khá là rộng. Mặt tiền ở đây thì có từ 3m rưỡi trở lên mọi người nhá, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm, đủ hướng cho quý vị lựa chọn. Và hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện ở đây đều đã được lắp đặt rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt rồi. Theo như hiện trạng căn nhà này thì kể từ khi chú quý vị mua mà đến khi nhận nhà nó chỉ khoảng tầm 2 tuần nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay nhá. Đây, mời theo em khám phá cụ thể. Đây là cái khuôn viên phòng bếp của tất cả các căn, đều giống nhau, đều thiết kế như thế này cho quý vị. Đây là không gian phòng bếp rất là xịn sò, rất là đẹp, với hai cái tông màu trắng và màu ghi xám. Đây là phần mặt bếp mọi người ạ, là ốp toàn bộ đá granite cho mình, xung quanh bếp thì là ốp gạch. Phần tầng 1 ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý thì thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng riêng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau, gồm một phòng ngủ rộng có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Thực tế tất cả các căn đều thiết kế có ban công mở như thế này. Phòng ngủ được thiết kế sàn gỗ công nghiệp như thế này. Màu sơn thiết kế toàn bộ là màu trắng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Tất cả các căn ở đây đều vuông vắn, không lỗ thông thủy gì mọi người nhé. Không cần đình chùa miếu mạo. Đó. Rất là ok. Sàn gỗ công nghiệp và phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây. Phòng vệ sinh đây mọi người ạ. Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho các tầng 2.
Tầng 3, tầng 4 thiết kế nó tương tự như vậy. Ngọc Anh chỉ, nếu như để mà nói video này, Ngọc Anh sẽ chỉ quay qua cho mọi người thôi. Chứ bởi vì nhà nó còn đang chưa hoàn thiện xong, cũng như là có một số cái thiết bị chưa lắp. Đây là phần tầng 2 cho mọi người đầy đủ công năng sử dụng bồn cầu, cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, vắt khăn dàn, lavabo bàn đá. Toàn bộ cái trong phòng vệ sinh này thì được chủ đầu tư ốp gạch cho mình lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và cửa thông phòng thì chưa lắp mọi người nhá. Đấy, còn một chút nữa là người ta sẽ lắp là cho mình. Tầng 3, tầng 4 thiết kế giống nhau. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 5 nhá. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà quý vị ạ. Ở đây có một cái ô đứng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là khu vực để máy giặt. Đây, để riêng máy giặt. Một phòng thờ và một sân phơi. Đây là phần phòng thờ mọi người ơi. Đấy, đầy đủ ánh sáng ngập tràn vào trong căn nhà. Đây là phần sân phơi ạ. Và quý vị có thể nhìn giúp em ở đây luôn à. Đấy, những tòa chung cư của Vinhome Smart City. Đấy, rất là đẹp. Và xung quanh thì dân cư rất là đông đúc mọi người ạ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này ở Đại Mỗ, ở Tây Mỗ, Ngọc Ánh đang còn khá là nhiều hàng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.